Không biết đúng không? Ông cứ vào là biết à? Dùng tiếng Việt cho anh em dễ hiểu nhá, chứ đôi khi tôi dịch sai anh em lại chửi tôi, chết rồi. Không có chuyện tiếng Việt luôn mà. Tuyệt vời. Không có chỉnh tiếng Việt luôn. Ở đây có tiếng Việt mà sao nó không dịch tiếng Việt ta? Thôi thế thì tôi phải được gọi là như nào ta? Tôi phải được gọi là chấp nhận, được gọi là anh em phải chấp nhận, được gọi là phải nghe tôi dịch với điểm tiếng Anh dưới trung bình của tôi. Cái gì đấy? Cái gì đấy? À, lục à? Lục soát anh ạ, lục soát. Ô, đèn pin hay. Lấy đèn pin. Đéo cho lấy. Nó đi vào thôi nhỉ. Mom, I'm back. Mẹ ơi, con đã về rồi. Con đi chơi hơi muộn tí thôi mẹ ơi. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Mẹ ngủ chưa? Hello. Mom. I'm go home. Hello mom. Không biết anh em có lâu không chơi, anh em xem tôi chơi game cái gì, anh em có rén không chứ tôi chả rén tí nào anh ạ. Ba cái gì sợ gì. Hello mom, con về rồi, con mới đi chơi trai về mẹ ơi. Ủa sao tôi không làm được cái gì ta? Ủa làm gì nhỉ? Cái gì đấy? Mirror, mirror on the wall. Gương Who's the trên tường, fairest ai là người đẹp nhất girl trong số here? họ? Just kidding. Chỉ đùa thôi. What the fuck? Cái gì đấy? Tôi mới nghe tiếng mở cửa. Mẹ ơi. Nghe nghe tiếng như kiểu tiếng nước 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 sôi ấy. Mom? Mẹ ơi. Mẹ à. Mẹ ơi. Mẹ à. Mẹ ơi. Mẹ. It's strange. Mom Thật usually là greets kỳ me with lạ. dinner Mẹ already thường cooked. chào đón tôi vào bữa tối mà. Ờ đúng rồi, nước sôi này. Ta đi, ta đi. Mẹ ơi. Con đi về muộn tí thôi cho mẹ. Bây giờ mẹ cứ... Gì đấy? Ủa mà sao game cho lục mấy cái này cuối cùng là chả có gì, có đéo có cái gì bên trong luôn ấy. Thế tưởng lục được cái gì, lục cho có à? Ôi mẹ, tôi xinh lắm, anh em thấy không, tôi xinh như này chứ, mẹ cũng xinh luôn. Rồi, chỗ này là cái gì đây? Mấy cái bức tranh. Không có gì cả. Was recently. Gần đây. Mom doesn't smile much Gần đây anymore mẹ and không is cười very nhiều sad. và luôn luôn buồn. À, vậy là mẹ chắc là... À, cái bức ảnh này chắc là bố chắc là... Chắc chia tay rồi sao ấy, chắc... Bà mẹ đơn Was the thân. last we watched Lần cuối cùng chúng TV? ta xem tivi là khi nào? Là khi internet chưa ra đời nhé. Hoặc là internet chưa thịnh hành. Gì đấy? Cái bài này điểm gì nhỉ? Tôi không biết cái bài này điểm gì. Ủa rồi làm gì ở đây? Game ơi. Có thêm manh mối game ơi.
Tôi không biết là game này nó làm cái gì nữa. Tôi tìm. Ủa làm gì đó? Đóng cửa lại à? À đây. I should clean this up soon. Tôi lên dọn dẹp điều này. Ok, dọn dẹp thôi. Dọn không? Dọn không? Không dọn à? Dọn thôi. Dọn thôi. Gì nhau? Dọn thôi. Nó thật ra anh em luôn là lâu rồi ấy. Tôi không chơi game kinh dị một mình. Dạo này tôi toàn chơi game mấy cái game được gọi là cái gì đây? It's already been 1 week Đã since một we tuần moved. kể từ khi chúng tôi chuyển đến đây à. Vậy là tôi với cùng với mẹ tôi là mới chuyển tới đây được một tuần. Ok. Lâu tôi không chơi game kinh dị ấy, nên tôi cũng đang rén đấy nhưng mà anh em phải biết là một một cái đợt trước một thời tôi chỉ chơi game kinh dị thôi, mẹ không xem một tí gì, game gì cũng chơi. Nhưng mà bây giờ thì đấy hơi rén. Ủa mà anh em ơi, cái đoạn này à, đã có ai chơi chưa? Game này tôi nghĩ là chắc cũng ra lâu rồi ấy. À đây 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 đây. Ôi mèo này. Mèo. Mèo A mèo mèo stray mèo. cat. Một con mèo đi lạc. Em ơi. Anh nói cho em biết nhá. Mèo nó là một con động vật nó hơi bị tâm linh ấy. Cái mèo vào nhà nó có điểm đấy em ạ. Anh nói trước. Em đừng nghĩ nó cute mà tới chơi với nó. Hôm trước xong nhá, anh kể cho em luôn. Hôm trước xong có một con vào ban đêm, con mèo nó vào nhà anh. Nó vào phòng của anh. Xong rồi nó nhìn thấy anh, nó không chạy. Đấy. Xong rồi kiểu nó cứ tới gần anh ấy. Xong rồi anh cũng kiểu rén rén bắt đầu thấy rén rồi, anh bảo thật là có con mèo gọi là vào nhà mình. Thế là cuối cùng em biết như nào không? Anh bị con mèo nó con mèo con mèo nó đói quá nó xin ăn đấy, thế là tôi cho nó ăn hết. Vâng, câu chuyện rất hay đúng không? 10 điểm. Cho nên là loài mèo là một loài động vật rất là tâm linh, nên là anh em đừng có thờ vào nhé. Ủa làm cái gì nữa? Làm cái gì nữa? Hả? Anh em ơi cứu cứu tôi cái. Đây chắc chắn là bà mẹ, bà ấy biết là mình về muộn nên là bà ấy để sẵn thức ăn cho mình ăn luôn. Thế thì ngồi ăn đi. Kiểu mẹ làm cho không ăn. Ở cái gì? Nãy tôi bấm một cái gì nhỉ? Làm cái đéo gì nhỉ? Lên tầng đi á. À ok. Đấy, anh em chỉ tôi dễ rồi dễ không? Này lên tầng lên tầng. Ui gì mình thà rằng chơi với mèo còn hơn là lên tầng. Thôi chơi 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 với mèo vậy. Mèo ơi ra chơi với chị em ơi, chị không có lên tầng đâu. Thôi lên tầng đi nhỉ, lên tầng lên tầng lên tầng lên tầng. Lâu em không chơi game kinh dị, bình tĩnh mấy anh làm game ơi, đừng. Hello anh em, chuẩn bị tinh thần chưa? Anh em chuẩn bị tinh thần chưa? Hello. Yêu hay không yêu, không yêu hay yêu nói một lời. Ủa có cái áo đây đâu? Lừa nhau à? Lên tầng rồi. L
Lên tầng ơi. Có gì đâu. Lửa. À đây. 3, 2, 1. Chạy trước mẹ. Chạy trước. Ồ, đéo gì à? Ô mày, cái biểu tượng cây dừa, à biểu tượng hai cái cây dừa ấy, tôi thấy rất nhiều nha, nhưng mà tôi không biết nó là cái gì. Đặt ba lô à, đây là phòng mình. Vâng, xin giới thiệu, đây là phòng của tôi, phòng của nữ sinh. Ủa sao phòng tôi trông có vẻ đáng nhất nó phải màu mè hơn như này chứ. Đi ngủ à? Cái gì đấy? Horat Ma Bờ Le No Man. Chắc đây là một bộ phim hay là cái gì đấy. Rồi thế là tôi về, tôi cất cặp rồi. Sau khi được gọi là vào chào hỏi mẹ nhưng mà không thấy mẹ đâu, thế là bây giờ tôi lên phòng tôi cất cặp, được chưa? Game đơn giản mà, nó không không phải là kinh dị đâu anh em ạ, nó bình thường thôi. Âu thoi à, tôi thấy cái từ toy nhá, anh biết từ toy là gì không? Từ toy là toy. Ừ, hết. Toy là đồ chơi anh em ạ. Ừ, thế thôi. Đóng cửa vào thôi đúng không? Xong rồi xuống ăn thôi đúng không? Hay sao? Đây. Ở ngoài đây, mẹ trong này đúng không? Mẹ lừa con à? À, mẹ ngủ với trai đúng không? Mẹ đâu? Ra đây. Đừng để con nóng. Ủa, mở mấy cái này làm gì vậy? Mở cho có à? Thì mẹ game rảnh vãi, mở mấy cái này làm đéo gì? À, đây là phòng mình. Xuống lầu thử á? Tôi không biết, tôi đang check hết map á. Tôi check hết. Cái gì đấy? Thằng nào đấy? Ra ra mẹ đấy. Bộ láo toét. Gì đấy? Ấm đun nước, nhà vệ sinh, lưu trữ. Tủ quần áo và phòng của tôi là sao? Cái này là chắc là một cái chắc là một cái quyển sách của mẹ. Chắc mẹ hay quên hay sao ấy, mẹ ghi ra đấy để làm cái gì đấy, hoặc là cái gì đấy tôi không biết. Ôi! Đèo đây. Thằng nào ấy? Ôi rồi ôi, thằng nào treo cổ mẹ tôi rồi ở trên nhà đúng không? Mày chết mẹ tao. Ủa cái gì? Sao sao có số 5 ở đây? Đệt bóng dáng. Cái bóng dáng ai vụt qua đây, vụt qua đây. Làm ai thao thức cả đêm ngày. Cái bóng dáng ai vụt qua đây. Được rồi, tôi sẽ xuống. Mày dám giết mẹ tao. Cái gì? Tao sẽ xuống giết mày. Tập này không còn điều gì để mất. Tiếp tao có mũi được gọi là người thân là mẹ. Mày dám giết mẹ tao. Giết luôn. Mở cửa luôn. Không, nó không cho ra ngoài anh em ạ. Mật khẩu á? À, thế thì mật khẩu là gì nhỉ? Tôi sao lại có số 5 trên đấy ta? Gì ấy? Cái gì nữa? Thằng nào? Số 0 này. 50 nhá, nhớ cho tôi cái. Anh em nhớ tôi 50. Vào luôn đi. Con bê. Sao không sao.
Sao? Ủa? Sao bị đảo ngược hết với nhau rồi? What happened? Hello. Mày trong tổ đúng không? Còn kéo đi. Ui kéo đi. Thôi. 5 à? 505 anh em ạ, 505. 505. Anh em thông cảm, khiếp lâu lắm không chơi game kinh dị. Bây giờ tôi chưa quen với cái nhịp độ của game kinh dị anh em ạ. Khiếp. Ngày xưa tôi chơi như cơm bữa, bây giờ tôi chơi tôi giật mình như đúng rồi vậy, đéo hiểu. Rồi, lấy đi. Mày. Đâu, còn gì nữa? Sao lại có cái gì ở giữa nhà kia? Giữa cái gì? À, đổ thùng rác thôi mà. Đúng không? Chỉ là đổ thùng rác thôi đúng không? Không có gì đúng không? Một mình anh edit video à? Ừ đúng rồi, anh vừa edit anh vừa livestream luôn. Trời, anh quản cả kênh luôn mà. Thằng nào đấy? Tao thật mày luôn. Lâu không chơi kinh dị, lâu tao không chơi cái kinh dị thôi, nhưng mà tao vẫn được gọi là có trình độ nhá. Không có rén như như cái thời ngày xưa đâu. Ngày xưa tao mới chơi ấy, tao được gọi là còn không dám chơi cơ. Bây giờ thì thôi, xin phép mày luôn, tao không sợ nhá. Đâu, ra ra luôn để biết đường mày, cái gì đấy? À, pa. Ờ, cái gì nhỉ? 505 đúng không? 5 ông 5. Ô sai. 3 3 3 3 3. 5053. 5 0 5 3. Vẫn sai. Tại sao? Có số 3 đấy anh em. Năm không năm ba. Ông có cái gì đấy nữa không? Đấy, anh em chơi game này đủ kinh dị như fear cái gì fear to phát hôm của anh em chưa? Các fear to phát hôm của anh em cũng chỉ tầm như này thôi đúng không? Cái đéo ở đấy. Ê, có cái lá thư. Con gái thân yêu. Cái gì đây, có phải là lá thư của mẹ không? À được rồi, ok. Con gái thân yêu, tôi nghe nói rằng bạn và mẹ đang có vấn đề. Tôi sẽ đến với bạn trong một tuần nữa. Tôi muốn bạn chuyển đến sống với tôi. Mẹ bạn cần tìm kiếm sự giúp đỡ chuyên nghiệp. Là đây là thằng thằng đang nói với tôi hay là nói với mẹ? Con gái thân yêu. À, vậy đây là mẹ, lá thư của mẹ gửi cho tôi. Có nghĩa là mẹ nghe nói rằng bạn con và mẹ hay là bạn và mẹ đang có vấn đề. Mẹ sẽ đến với con trong một tuần nữa. Mẹ muốn con chuyển đến sống với mẹ. Không hiểu. Tôi không biết là do tôi ngu hay là do cái game nó dịch ngu nữa. Ê bây, anh ơi. Nãy em nhìn thấy mặt anh rồi nhá. Anh mà không chạy đi em báo cảnh sát đấy, nói trước. Anh đừng có vớ vẩn. Em thấy mặt rồi đấy. Năm này. Vậy anh nó vẫn là 505 mà nhỉ? Thế làm gì? 505 5053 hết. Còn gì nữa đâu? Đúng không? Anh em ơi cho tôi cái mật khẩu.
5 0 5 3 3 5 0 5. Đéo phải mẹ, tưởng nó có bao nhiêu số. À có 5 số anh em ơi, có 5 số. Mà bây giờ tôi kiếm được 4 số thôi. Anh em muốn tôi chơi bẩn hay là chơi theo kiểu kia? Nếu mà muốn chơi tôi chơi bẩn thì tôi sẽ có số cuối, tôi sẽ bấm bừa. Bấm từ 1 tới 10, à từ 1 tới 9. Còn nếu mà chơi sạch thì thì cứ đi kiếm thôi. Đơn giản. Bây giờ là 50531, 50532, 50533, 50534, 50535 đấy kiểu thế. Nhưng mà không, tôi sẽ chơi sạch nhá. Ừ. Gì đây? Cái gì đây? Không phải. Rồi mẹ đẹp. Anh em thấy con số bảo tôi ngay nhá. Tôi không nhìn thấy con số nào cả. 5053. Ồ cuối số gì? Không thấy cái gì đây. Hay đấy. Không phải, không số gì. Lưu trữ là gì á? Tôi không hiểu anh em nói gì. À vừa từ từ nhá. 5 hay là có khi nào 5503 không? À đây rồi. 8. Ok. 505 50538. Ok. Đơn giản. Game sẽ còn. Và phần. Nào. 5 0 5 3 8. Ồ vẫn sai. Lưu trữ là gì, giấy ghi vậy ạ? Ừ, thì tôi bảo rồi mà, cái game nó dịch không đúng đâu. Tôi có khi nào tôi phải chuyển qua tiếng Anh không ta? Chứ tiếng Việt tôi nó dịch bị sai mà, Roblox dịch ngáo lắm. Ủa, cái gì đấy? Sao tôi được cái thành tựu gì đấy? Letter. Thành tựu gì? À? À? Được gì đây? No. Thành tựu xong nó dọa tôi đúng không? Bét đi rồi. Ôi không. Cái cho tôi hỏi là cái tôi nghĩ chắc phải có tờ giấy mật khẩu gì chứ nhỉ, chứ không này sao tôi ấy được. Chơi bẩn để có anti fan lắm á. À thế à? Ok. Cảm ơn Tiki nhá. 50538. Không nhưng mà vẫn sai mà. Không đúng anh em ơi. 50538 tôi chỉ đọc thế, nói chung là nó có một cái thứ tự khác nhưng mà tôi chưa nhận ra anh em hiểu không? Nó sẽ có những con số 50538 nhưng mà cái theo dãy số thì tôi không biết là bao nhiêu cả. À, hiểu 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 hiểu. Từ từ, cái chỗ ấm phun nước, trong ấm phun nước là số 8. Đúng không? Ấm phun nước trong trong cái chỗ ấm phun nước ấy, khu đấy nó có sẽ có số 8. À đâu, số 5 chứ. Ở 5 nhà vệ sinh là không, lưu trữ là gì không biết. Tủ quần áo là cái gì? Tủ quần áo. À, tủ quần áo là 8. Phòng của tôi là được nhá. Ấm phun nước là 5, nhà vệ sinh là 0, lưu trữ thì chưa quan tâm. 508. Phòng của tôi là cái gì? Phòng của tôi là số bao nhiêu? 50853 à? Thử nhá, thử nhá, thử nhá. Đi đi đi.
Được 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 được. Năm không tám năm ba. Ồ, Is this a debt? đây có phải là khoản nợ không? Ui anh em ơi, mẹ có vậy hiểu rồi, có nghĩa cái thằng kia là thằng nhân viên, mẹ không trả tiền tiền hóa đơn, bây giờ tới tới 1.000 đô rồi chắc không đủ tiền trả, xong rồi bị treo cổ hay lại bị bắt đi thì sao ấy. Trời ơi, hóa đơn cái gì đấy, 847 đô, số dư trên hóa đơn cuối cùng là một tháng 8, ngày 1 tháng 8 năm 2020, trên hóa đơn 692 phí điện, còn không trả 562 à, 592 đô tiền điện, hóa đơn thẻ tín dụng. Trời ơi trời, cái đéo đây 30.000 đô. Thông báo cuối cùng, địa chỉ 1384 đường chính Ohio, à chắc đây là Nhật Bản, Columbus. Rồi 3 lần luôn, 4 lần luôn. Rồi xong. Mẹ đi trốn nợ rồi. Mẹ trốn nợ anh em ơi, có nghĩa là ôi. Oh no, the light's gone. I need to find a flashlight. Ok luôn. Tù 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 tù. Đèn pin. Chạy đâu nhá mày? Chạy đi đâu? Vào. Mẹ con game này, sao mày lại để con mạng ở đấy và đèn pin ở bên trong? Bắt tao đi vào đúng không? Tao sẽ không bị lừa đâu. Thôi vào thôi. Mẹ à, con chỉ vào lấy đèn pin thôi mẹ à. Mẹ đừng có dọa con nhé. Mặc dù mẹ nợ hóa đơn gần 50.000 đô, nhưng mà con sẽ cố gắng trả tiền cho mẹ mà. Mẹ nhé, mẹ đừng có ám con, mẹ nhé. Tôi không nhìn đâu nhá, tôi cho anh em nhìn nhá, tôi không nhìn màn hình đâu. Hello. Nói thế thôi chứ tôi mà không nhìn màn hình anh em lại chửi tôi đúng không? Ui mẹ, mẹ trông trắng thế. Ui mẹ nhìn mặt mẹ kìa. Wow. Damn son. À nhầm, damn mama. Chào mẹ. Mom. Mẹ ơi. Mom. Mẹ. Mẹ ơi. Mẹ ơi. À, con yêu mẹ. Mẹ ơi. Ui nhìn mẹ trông kinh ấy. Kinh quá. Tôi phải chụp ảnh mặt mẹ phát. Damn son. Cái gì đây? Sắp tối màn hình rồi. Mẹ ơi. À kìa, người yêu đúng không? Mẹ em đi rồi anh nhờ. Mẹ em đi mà để lại cho em khoản nợ được gọi là 50.000 đô. Anh trả cùng em nhé. Em biết anh nhà giàu, có gì trả em 50.000 đô. Bạn biết về sự thật xuất hiện sắp tới của cha bạn. À không, đây là bố. Nhầm nhầm. Bố ơi, mẹ nợ 50.000 đô mẹ không trả. Bố trả cho con đi, không về cảnh sát bắt con mất. Bố, ok con, ta sẽ không trả đâu. Ta chỉ đến ôm con thôi. Ta đi đây. Đấy, câu chuyện là như vậy. Bạn biết về sự thật xuất hiện sắp tới của cha bạn, có nghĩa là cha cha mình vẫn yêu thương mình và bây giờ đến đón mình về đúng không? May mắn thay, anh ấy đã đến vào cùng một buổi tối. Bạn đã chuyển đến sống với cha của mình và sẽ không quên cơn ác mộng đó trong một thời gian dài. Kết thúc một. Ủa vậy là cái game này có nhiều kết thúc anh em ạ. Nhưng mà tôi chỉ chơi cái kịch. Ủa vậy đây là good ending đúng không? Mẹ trao đi di chúc là một đống nợ.
Tôi không chắc là cái kết thúc thứ hai là mình sẽ bị chết hay sao ấy, tôi nghĩ vậy, chắc là sẽ bị thằng kia bắt hay gì đấy. Nhưng mà thấy quái nào tôi chơi kiểu gì mà tôi chơi good ending ấy mà ngầu vãi lìn thề.